Phật bổ sung tam bảo lên, nhưng mà lúc niệm Phật thì lại niệm Phật A Di Đà. Xin thầy cho chúng con biết sâu hơn về vấn đề này. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là câu hỏi hay nhất trong ngày. Danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật đó, ở trong tiếng Sanskrit là Nam mô Amitabha Buddha. Đó là phát âm đúng với cái ngữ âm của người Ấn Độ. Người Trung Quốc đó, giới hạn về ngữ âm, cho nên không thể phát âm chuẩn được các từ ngữ có gốc rễ tiếng nước ngoài như là người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta có thể phát được đó là 6 thanh: ngang, bằng, hỏi, sắc, ngã, nặng. Trung Quốc chỉ được có 4 thanh thôi. Còn các cái phụ âm kép á, người Việt Nam có thể phát âm được, nhưng mà người Trung Quốc rất khó trong việc phát âm các phụ âm kép. Trong tiếng Sanskrit là Nam mô Amitabha Buddha, mà Trung Quốc phiên âm là Nam mô A Di Đà Phật. Nó xa lạ hoàn toàn. Thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm Đức Phật qua đời mới có danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và kể từ khi du nhập sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, sau đó đó là đến thế kỷ thứ năm đó, thì Tịnh Độ Tông phát triển rất mạnh, thì danh hiệu Đức Phật A Di Đà đã được các chùa tu theo tông Tịnh Độ sử dụng như là một cái văn hóa giao tiếp ở cửa miệng rất là thông dụng. Ví dụ khi gặp nhau, các Phật tử chào các thầy là A Di Đà Phật, đủ là Nam Mô A Di Đà Phật. Các thầy cũng lịch sự chào lại bằng sự chắp tay nở nụ cười tươi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một văn hóa giao tế rất đẹp xảy ra tại các chùa theo Tịnh Độ Tông. Trung Quốc thì có 10 tông phái, ngoài Tịnh Độ Tông có Thiền Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, vân vân. Ở các ngôi chùa thuộc 9 tông phái còn lại, khi gặp nhau các Phật tử không hề chào nhau, các tăng ni không hề chào nhau bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì có phải tông chỉ có đạo mình, có tông mình đâu. Tại Việt Nam đó, có thể nói là trên 95% các chùa theo Tịnh Độ Tông, bao gồm chùa của các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Phật giáo Việt Nam hiện tại. Chính vì thế mà các chùa đó, ở trong điện thì chính yếu là thờ Phật Thích Ca, nhưng mà trong giao tế gì đó là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là nó gắn kết với cái văn hóa của Tịnh Độ Tông. Trên 50% dân số Phật tử trên thế giới thuộc các nước theo Phật giáo Nam truyền, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hoàn toàn không bao giờ chào nhau bằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì người ta đâu có tôn thờ và đâu có tin sự hiện hữu của Đức Phật này. Thầy Đức Phật đó, niệm Phật là một trong 6 phương pháp niệm để đạt được chánh niệm. Ngoài niệm Phật ra còn có niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh vào các hành tinh để làm con người ngoài hành tinh. Và theo Đức Phật đó, bất kỳ ai niệm 6 đối tượng vừa nêu đó đúng cách đều đạt được chánh niệm để tâm mình được bình an. Và khi niệm Phật đó, thì lúc đó Đức Phật hướng dẫn đó là niệm 10 đức hiệu của Ngài, bao gồm Như Lai, bậc đến như vậy và đi như vậy, ứng cúng đáng được toàn thể nhân loại trên cuộc đời này cúng dường vì nhân cách cao thượng và vĩ đại của các Ngài. Chánh biến tri là bậc tuệ giác biết rõ từ thế giới, con người, sự vật, nghiệp quả thì kiếp sau mọi thứ trên đời. Minh hạnh túc là tuệ giác và đạo đức đã thành tựu một cách trọn vẹn, không còn tì vết.
thiện thể, khéo vượt qua nỗi khổ niềm đau, khéo vượt qua sanh tử để trở thành bậc giác ngộ giải thoát. Thế gian giải là hiểu được bản chất của cuộc đời, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ phàm phu cho đến thánh. Điều ngự trượng phu là thuyết phục được các bậc tri thức, các bậc quân tử, các nhà khoa học, các nhân sĩ đại tài ở trong nhân loại này. Thiên nhân sư xứng đáng làm thầy của con người và con người ngoài hành tinh. Phật bậc giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ tự thân và giác ngộ tha nhân. Thế Tôn là được cả thế giới này tôn kính. Đó là 10 đức hiệu Phật quá khứ, trước là Phật Thích Ca, Phật hiện tại tức Phật Thích Ca, Phật vị lai là các đức Phật còn lại, đều có đầy đủ 10 đức hiệu vừa nêu. Không Phật nào hơn Phật nào, không Phật nào kém hơn Phật nào. Nhưng mà khi sang Trung Quốc đó, thì người ta không còn niệm 10 đức hiệu, tức là danh từ chung chỉ cho các đức Phật nữa. Người ta biến cho ta thành danh từ riêng và chỉ giới hạn trong việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cái đó cũng không thành vấn đề gì, vì bản chất của niệm Phật giờ là Phật nào chỉ để đạt được chánh niệm thôi. Niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là niệm Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Di Lặc Phật, hay là Nam Mô Tỳ Bà Sa Phật, thì cũng để đạt được chánh niệm thôi. Do đó đó, những tông phái còn lại người ta chẳng bận tâm tại sao các hành giả Tịnh Độ Tông niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì đây là Phật giáo chủ của thế giới Tây Phương mà những người tu theo tông phái này là muốn hướng về. Do đó đó, các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông tránh các tình trạng cực đoan hiện nay nó đang xảy ra ở một số nơi. Một số chùa từ cực đoan đó, trên chánh điện không còn thờ Phật Thích Ca nữa, chỉ còn thờ Phật A Di Đà thôi. Đã có hiện tượng này rồi. Ở nhiều bàn thờ tại các tư gia, người ta đã trả các tượng Phật lại cho các chùa, chỉ giữ lại ảnh Phật và tượng Phật A Di Đà thôi. Cũng là cực đoan, nguy hiểm. Và có nhiều người cực đoan hơn nữa, ở nhà bếp cũng dán ảnh Phật A Di Đà, ở cái tay cầm cầu thang cũng dán Phật A Di Đà, thậm chí ở cái cửa nhà vệ sinh cũng dán Phật A Di Đà, chỗ nào cũng Phật A Di Đà hết. Đó là bội thật. Phật thì phải thờ ở bàn thờ, chúng ta phải có cái gốc tâm linh riêng biệt để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của mình dành cho các ngài. Và khi đến bàn thờ Phật rồi đó, mọi chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện xã hội gác qua một bên hết, chỉ còn là chánh niệm, đọc kinh, tĩnh tâm, thiền quán, niệm Phật, bái sám thôi. Cái giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó, đó chính là chánh niệm. Do đó đó, chúng ta không nhất thiết phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Các Phật tử phải nhớ điều này nằm lòng và đừng có cực đoan hóa. Những người tu theo Tịnh Độ Tông thì ta thường cực đoan mà. Trong một cái bài sám do các tổ sư Tịnh Độ Tông lập ra, nó có bài sám như thế này, phần lớn ai cũng thuộc: Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương các đức Phật ở ba đời, Phật A Di Đà là số một. Chuyện đó là trái với Phật học. Phật nào thì cũng giống nhau, không có Phật số 1, Phật số 2, Phật số 3 ở trên đếm xuống hay dưới đếm lên. Phật nào cũng có 10 đức hiệu, đạt được sự tự giác một cách toàn mãn, giống nhau hết á. Chứ vì người ta thiên vị Phật thôi, còn các đức Phật nào có thiên vị. Bây giờ chúng ta thử hình dung đi, cha ruột của mình, mẹ ruột của mình quý trọng á, bạn bè cho nên giới thiệu con mình á, cho người bạn A, người bạn B. Rồi kể từ khi biết người bạn A, người bạn B đó ở vai chú mình hay là bác của mình, thì những con cháu đó từ đó về sau là bỏ không cần biết đến cha mẹ của mình nữa. Thì con cháu như thế thuộc về hạng gì? Vô ơn. Phật Thích Ca rất độ lượng, ngài hướng dẫn và giới thiệu các vị Phật khác cho đệ tử của mình được biết đến, được học hỏi. Nhưng mà bổn phận của chúng ta đó là đệ tử của Phật Thích Ca, vì ngài là nhân vật lịch sử duy nhất ở trên địa cầu này so với các đức Phật còn lại,
vì các Đức Phật còn lại là thuộc về các hành tinh khác, có phải thuộc hành tinh chúng ta đâu. Ngoài 10 đại đệ tử lớn và các vị Thánh A-la-hán là các nhân vật sử, các vị Bồ Tát trong đạo Phật Đại Thừa đều thuộc các hành tinh khác, chứ không thuộc về con người lịch sử của hành tinh chúng ta. Cho nên á, khi được cái rộng lượng của Đức Phật Thích Ca giới thiệu các Đức Phật khác, chúng ta cần phải tôn kính Phật Thích Ca hơn, vì Ngài muốn đệ tử của Ngài đó được học được ở nhiều Đức Phật. Có mình biết Phật khác rồi cái mình bỏ đi người đã dẫn dắt mình. Và tương tự các Phật tử cũng vậy, khi mình đi chùa quy y với các thầy các sư cô bình dân, rồi sau này mình gặp các vị thầy nổi tiếng hơn cái mình bỏ, bây giờ tới quy y với thầy mới đó, với sư cô mới đó, điều đó cũng không hay. Thầy nào cũng là thầy. Và khi quy tăng tăng bảo là chúng ta chính thức trở thành đệ tử của tất cả các thầy, chứ không phải đệ tử của ông thầy, của sư cô ở ngôi chùa được chúng ta quy. Vị đó đại diện tăng đoàn truyền giới pháp cho chúng ta chính thức là Phật tử. Nên nhớ thế. Các vị xuất gia dầu là tăng thống của một giáo hội hay là pháp chủ như là pháp chủ của giáo hội chúng ta cũng là đệ tử của Tam Bảo. Đừng nói gì Phật tử tại gia. Cho nên á, ở mỗi thời kinh, tăng ni và Phật tử đều đọc giống như nhau là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tức là hiểu được như thế để chúng ta bớt đi những cái cực đoan và phải thấy rõ được bản chất của niệm Phật là đạt được chánh niệm. Thế thôi, đừng cường điệu. Do đó chúng ta phải nghiêm túc hơn trong việc tu học Phật một cách có hệ thống, bài bản, đầy đủ. Cái đó là ăn chắc mặc bền. Do đó các vị Phật tử cứ tập niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nó hơi dài, có nhiều người làm biến, có mấy âm tiết rồi, bao nhiêu giây. Và có nhiều chùa thuộc về Thiền Tông, chẳng hạn như hệ thống của Thiền Sư Nhất Hạnh hay Thiền Sư Thanh Từ, chẳng bao giờ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật lịch sử là quan trọng nhất. Nếu không có Phật Thích Ca, chắc chắn là chúng ta sinh ra là con người thuộc các tôn giáo khác và không có đạo rồi, chứ phải trở thành Phật tử đâu. Cho nên làm gì làm, tu gì tu, chúng ta không được quyền tách rời khỏi Đức Phật gốc. Và giáo pháp của Đức Phật gốc rất quan trọng, đó là Tứ Thánh Đế. Vậy chúng ta thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Vậy chúng ta nghệ thuật truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Vậy chúng ta đã trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn. Và vậy chúng ta thực tập bát chánh đạo để đạt được hạnh phúc và kết thúc khổ đau đó. Đó là phương pháp tâm linh rất quan trọng, rất vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Và khi niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca thì phải nhớ cái phương pháp tu tập quan trọng này. Xin điều qua câu hỏi khác. Kính thưa thầy Toàn, vừa rồi thầy Toàn có đề cập tới đất nước